365 ngày khắc kỷ, ngày 23 tháng 2. Những hoàn cảnh không màng đến cảm giác của chúng ta. Ta không nên trao cho hoàn cảnh quyền khuấy động cơn thịnh nộ vì nó chẳng quan tâm. Trích suy tưởng của Marcus Aurelius. Một phần quan trọng trong suy tưởng của Marcus Aurelius gồm những trích dẫn ngắn đến từ các tác giả khác. Điều này là do Marcus không cố tạo ra một tác phẩm thuần túy do mình viết, mà ông chú trọng vào thực hành, tự nhắc nhở bản thân về những bài học quan trọng, và đôi khi những bài học này là những điều ông đọc được. Trích dẫn cụ thể trên đây rất đặc biệt vì nó được trích từ một vở kịch bị thất lạc của Euripides. Ngoại trừ một số ít các trích đoạn, dựa trên những thông tin chúng tôi có thể thu thập được về vở kịch, nhân vật anh hùng Bellerophon nghi ngờ về sự tồn tại của các vị thần. Qua câu trích dẫn, ý của ông chính là tại sao phải buồn bực vì những nguyên nhân và thế lực hùng mạnh hơn chúng ta quá nhiều? Tại sao chúng ta lại ôm hết những phiền phức về mình? Rốt cuộc, các yếu tố bên ngoài không phải là các sinh vật có tri giác. Chúng không thể đáp lại những tiếng la thét và than khóc của chúng ta. Và các vị thần thờ ơ cũng y như thế. Marcus đang tự nhắc nhở bản thân một điều. Hoàn cảnh không thể cân nhắc hay quan tâm đến cảm xúc, nỗi lo lắng hay sự phấn khích của bạn. Nó không quan tâm đến phản ứng của bạn. Nó không phải là con người. Vì vậy, hãy ngừng hành động như thể nổi cơn thịnh nộ có thể tác động đến một hoàn cảnh nhất định. Hoàn cảnh chẳng hề bận tâm.